Phần thứ nhất là vấn đề cầu an, cầu siêu, trái tăng, khai thị, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ. Thì tôi đã giảng nhiều lần rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Cái này là chúng ta đừng có cầu nữa. Vì rằm tháng 7 một đống cầu an, cầu siêu, cả mấy ngàn, mấy chục ngàn, tôi đi tự tứ ra đem về một đống nữa. Tự tứ còn hơn đây ạ, gấp 3 lần ở đây, tức là cầu mấy chục ngàn người cầu an và cầu siêu. Có an có siêu không? Tôi bảo đảm là không an có siêu. Nếu có thì một phần triệu thôi. Nếu vậy mình khỏi giữ giới, mình đi đâu làm giàu rồi viết cái giấy vô cho ông sư, thì bữa tự tứ là đông nhất. Rồi bây giờ mình được vợ, mình được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Nếu mình có niềm tin thì cái niềm tin giúp mình được phần nào. Thì cái giới lực khỏi tu gì hết, người ta tu thế cho mình, thì Đức Phật từ bi ngài độ hết mình khỏi tu. Không có vụ đó đâu. Mình bệnh là mình phải uống thuốc, bắt mạch cho thuốc là bổn phận Đức Phật. Uống thuốc là bổn phận của mình, dầu chua cay đắng chát không có ông Phật nào thay thế được hết. Mình đói Đức Phật có thể cho con chỉ món ăn cho mình, nói giờ ngài ăn luôn dùng, không có vụ đó. Thuốc đắng quá ngài uống dùng con, thì không có ông Phật nào làm được. Cứ gì là cái người tầm thường như tôi. Thành ra vấn đề cầu an cầu siêu viết giấy là tôi ít có vui. Tôi cũng làm vậy, nhưng mà trong kinh nói 10 phần nó kết quả 1-2 phần thôi. Còn người cầu nó kết quả tới 7-8. Chỉ có người chết là tạm thôi. Mà người chết hồi lúc sống không tu thì chết là làm sao tu. Trời ơi, sống mà kêu con nói còn đứng, còn chống cự, còn ghét nữa, giờ chết là làm sao tu. Đâu có xác thân mà tu, chỉ còn có cái nghiệp chứ cái ai là do thôi. Thì bây giờ cầu cho những vị đó là sanh thân thì tu, mà sanh thân thì cõi này khổ nữa, mà sanh về cực lạc thì khó à. Nó phải có ban hộ niệm, chứ tự lực mình khó. Mà ban hộ niệm người ta sao biết mình ở đâu mà cầu. Mà chính tôi cầu tôi cũng chẳng biết gì hết. Thành ra quý vị từ nay đừng có giới thiệu tôi nữa. Tôi thấy hễ có bệnh này kia, bị dông nập này kia đồ đó, thì giờ dẫn lại tôi thì tôi cầu. Mà cái khó xử là tôi cầu lại kết quả. Thành ra càng kết quả chừng nọ càng tin. Mà quý vị biết một lần cầu kết quả là tôi khổ tâm. Người ta mừng cho tôi không có mừng. Bây giờ tôi làm là tôi chả biết gì hết, ngoài cái sức tưởng tượng của tôi suy nghĩ bằng tư tưởng, mà cái kết quả đó là bằng trí tuệ, bằng cái Phật lực, bằng cái trực giác. Chỉ có A-la-hán trở lên mới hiểu là bất lai còn có chỗ không hiểu. Bất lai còn tư tưởng, phải tư tưởng làm sao hiểu vấn đề linh thiêng của các Phật Thánh được. Thì tôi làm theo trong kinh mà Đức Phật đã nói thì làm kết quả thôi. Nhưng mà quý vị làm cái gì, quý vị mơ hồ, quý vị có sung sướng không? Người ta tin quý vị mà quý vị không tin mình. Tôi thật sự tôi không tin tôi. Nhưng kết quả là nó ngoài ý muốn tôi. Tôi không biết tại sao nó kết quả. Nhưng mà tôi biết trong kinh dạy thì làm theo vậy thôi. Thành để viết giấy cho tôi để tôi nói những cái dông đó. Thì trong kinh dạy nói mà tôi có thấy cái dông nào đâu. Thì tôi cũng đọc tên kêu tên mà tôi ngồi tôi nói pháp như nói với quý vị vậy thôi. Thì kết quả hay không là ngoài ý muốn tôi có biết cái gì đâu. Phải như quý vị đây tôi thấy rõ, tôi kêu rõ thọ giới rồi đó là siêu, tôi thật sự rất vui. Còn cái dông gì nó đến mấy chục ngàn tôi nói chuyện nó, tôi thấy cái dông nào đâu. Rồi nếu tôi có đức nó nghe lời thôi thì kết quả như mà người giảng chả biết gì hết. Quý vị thấy có đau lòng không? Có thấy mình dối gạt mình không? Mà người tu mà tự dối mình là cái đau đớn. Biết rằng trong kinh dạy thì phải có thôi, nhưng mà người làm tôi phải thấy rõ. Như quý vị đây giờ thọ giới tôi rất mừng. Ở nhà nhậu nhẹt cờ bạc đánh vợ đánh con, gia đình cái địa ngục, mà thọ giới rồi nghe đức tin ở tôi bỏ liền thì gia đình biến thành cái thiên đường trần gian. Nó thực tại tại đây mà tôi thấy rất rõ, tôi rất là vui. Thành ra trong kinh mới nói là cầu an cầu siêu là giữ giới trong hiện tại. Vì tất cả những cái nghiệp gì trong quá khứ mình gieo rồi là không cải sửa được đâu. 4 năm về trước tôi gieo hột chanh, tôi gieo cây ớt, thì bây giờ tôi phải hưởng hột chanh, những cây ớt, hưởng trái mình mất thôi.
Chứ không lẽ là hột chanh, cây chanh mà ra trái mãng cầu hay là ra trái cam, không có vụ đó. Nhân nào thì quả đó. Bây giờ tôi nuối tiếc những cái quá khứ, nuối tiếc làm cái gì, nó đã qua rồi. Nhưng mà cái quả nó ở hiện tại. Bây giờ 4 năm rồi thì tôi phải hưởng trái chanh. 4 năm rồi thì tôi phải hưởng trái bình bát. Bây giờ tôi nói trái chanh là ruột chưa lép vỏ bồ hoàng, tôi ngồi tôi khóc, Đức Phật đang ngu. Nó định mạng mà đạo Phật đâu có chấp nhận định mạng. Trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Không đúng, phải đổi là thuyết định mạng. Mình có quyền cải sửa chứ, đâu phải ngồi khóc được như tôi nói. Thì mà biến trái chanh thành ra với ly nước đường thì chanh ngon ngọt, ta bán lá chanh đường thiếu gì. Còn nếu nó nhiều quá xuống không hết thì làm chanh muối, để 5 năm, 10 năm vẫn còn xài được. Mà càng lâu chừng nào nó càng trị bệnh hay chừng ấy. Tôi có bú cổ nè, bác sĩ nói phải mổ, tôi không mổ, tôi ngậm cái chanh muối là hết trơn thôi. Mà phải chanh muối trên 3 năm, của tôi tới mười mấy năm. Mỗi tối trước khi đi ngủ là cắt cái chanh làm 8 phần, ngậm một phần đó, ngậm thôi chứ không có nuốt. Nó vô từ 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 từ, từ nó phá cái mục bú hình cổ nó, đốt thôi nổi tròn do như cái hột gà. Tôi thì sợ mổ, rồi tôi cái nào là dễ nhất là tôi làm. Con mắt tôi cũng vậy, nó có cái mây. Rồi bác sĩ nói rồi lột, nói để thêm vài tháng nữa đi, chừng nào nó già, nó gần tới cái tròng đen là anh lột. Tôi là tôi không chịu cái đó. Tôi còn có Osawa thì ông nói nhổ nước muối là tan hết mà. Nước muối phải muỗng, muỗng ăn canh với nửa lít nước, nước mà rồi lược cho sạch nhỏ mà nó hơi rát rát là đúng. Rồi là cái độ đo độ mặn từ 3 độ, 4 độ, 5 độ là đúng. 6, 7 độ là quá mặn, hơi không mắt. Còn 2 độ là không kết quả. Tôi đo thì có lúc 3, có lúc 4, có lúc 5. Nhỏ vô hơi rát rát, nhỏ ngày 3 lần, 2 giọt, 3 giọt, nhỏ quen, rất là thu hút tới 4 giọt. Thì tôi nhỏ tháng mấy rồi lại coi nó cái mày nó mất tiêu. Thì chúng ta thấy là cái phương pháp Osawa rất hay. Mình phải đợi sáng trưa chiều 3 lần. Nó không có đau đớn, không có gì hết, thì rất là an lành. Thì quý vị, thì tôi thấy là tôi sung sướng hơn quý vị. Bởi vì tôi rất nổi rảnh, tôi không có bệnh cái gì á. Ăn mặc ở bệnh gì Phật tử lo hết. Tôi nói là tôi ôm cái bát tôi đi xin thôi, rồi về đây Phật tử lo hết. Mặc một năm thì một bộ đồ Phật tử lo và cả đống ở dưới. Còn ở thì cái cốc lá thôi, rồi cốc lá lại mát hơn cái nhà tường, nhà lầu của quý vị. Quý vị vô thử coi. Mà ở gốc cây còn sướng nữa, mát hơn cái cốc nữa. Thành ra ở đây là sướng nhất. Có cái vườn trúc ở đó, trúc lâm thì mát rưỡi. Thì quý vị thấy sống như Đức Phật đó là sướng nhất. Bỏ tất cả con sẽ được tất cả. Mà được tất cả có nghĩa là không được gì hết. Nghe nó dường như nó nghịch lý. Tại sao? Chứ nó bỏ tất cả, được tất cả là bỏ tất cả, được cái mốc gì, nó còn cái trống không. Bỏ tất cả là mình không dính mắc vào cái gì hết. Thì cái tâm không này nó hấp dẫn Phật tử. Người ta sẽ kính mình, người ta sẽ lo cho mình. Tôi nhớ hồi thì mà tiếp thu ở đình xá Phật tử rất là lo. Trời ơi, tiếp thu rồi mấy ông sư này nhịn đói. Mình biết quý sư không tiền bạc đi xe ăn mỗi bữa, mà giờ tiếp thu cấm, không cho đi ra ngoài đường. Thì mấy ông sư này sao, họ phải lén lén họ đem cơm tới cho mình. Còn nếu mà mình có của rồi là giờ, ôi làm sao mấy ổng đâu có gì. Ổng không có chết đâu mà sợ. Mấy ổng còn giàu hơn mình nữa. Tôi nghe Phật tử nói vậy. Mấy ông sư giờ giàu hơn tụi con thì chết rồi. Hạnh sư là thanh bình đơn giản. Hạnh tăng vô nhất nhập thanh bình, nên là không có gì hết. Không có gì hết mới là có tất cả. Thì Phật tử nào cũng lo tôi đói, lo tôi chết hết, thì tất nhiên dồn vào đây thì tôi gửi Phật tử hết. Thành ra không có gì hết mà có tất cả. Có tất cả mà đừng có xài, vừa đủ thôi. Tri túc thiểu dụng, đó Đức Phật dạy trong kinh 42 chương. Ít muốn biết đủ, cho con ăn uống cho vừa đủ. Thành ra sẵn đây tôi nói Phật tử đó, lúc này Phật tử lên lắm á. Tin là thấy quý sư mua đồ mắc tiền không à. Tôi từ chối thì dẫn, thì thông cảm quý vị có năm giới thôi, còn quý sư là 250 điều. Mua một cái bánh lên đó thì gần bằng cái nia vậy, bằng cái mâm lớn vậy để cho cúng.
Con nói thôi, 1/4 thôi, không, sư phải nhận hết. Con đem tới là sư con không có đem về. Còn bánh bía trong một cái hộp đó là 4 cái, đem cái 2-3 hộp lại. Trời ơi, ăn cái gì dữ vậy? Ăn cái đó là tiểu đường chết luôn, tôi không dám ăn. Tôi có bánh bía cắt làm 8 là 10, tôi ăn một chiếc nhỏ rồi, chứng minh thôi. Đi một đống à, có người ở nhà làm đem 2-3 hộp vô, một hộp 4 cái. Mà hãy nói thì giận. Thành ra tôi thì tôi ít có sợ vấn đề giận, tôi sợ tôi à. Cái giới lực thì tôi phải nói thôi. Rồi cúng dường giải 1 năm của sư đổ được con bộ thôi, đem vô 20-30 thứ. Mà có khi không thèm bạch, tôi nói cái gì cũng phải bạch tôi trước. Cái nào đúng giới luật ra thì tôi chứng minh quý vị mua vô. Còn quý vị mua đại vô, cái nào không hợp đạo rồi tôi trả lại, đừng có buồn. Quý vị thì thương ông sư, mà thương ông sư là mình muốn trong tư đắc quả, đặng mình có người hướng dẫn, người dạy mình. Mà thương mình hại ông, tôi thương mà hại, bởi vì không có cái hiểu biết. Mình có 5 giới à, mình giữ còn không tròn, ổng tới 250 điều. Ổng mà uống xa qua như mình thì thôi là dớt ổng vào chỗ chết. Các sư đó là sư trưởng Minh Đăng Quang nói là người học trò, đâu có ông nào đắc quả đâu mà làm thầy giáo. Dạy quý vị là dạy cho có chừng, trong lúc không có A-la-hán thì phải vẽ đất đỡ ngón tay thôi. Bây giờ học trò mà mình lo cho ăn sung sướng quá thì nó không có đậu được, nó thi rớt lẹ bẹt à. Ăn đã rồi nó ra đời hết. Nhưng mà đừng để nó quá nghèo, nó nghèo nó thiếu sức khỏe nó làm sao đắc quả được. Thành ra Đức Phật mà đặt ra cái dung trung đạo. Trung đạo là gì? Ngài đã từng quá rồi, Ngài từng làm thái tử quá sung sướng, Ngài không thấy đạo quả, Ngài dứt bỏ, Ngài đi xuất gia. Ở dưới gốc cây Ngài ăn một bữa, rồi sau không ăn nữa, nhịn đói ăn một ngày 7 hộp mè, cho đến nỗi chết giấc. Nhìn thấy quá khổ hạnh, không có đắc đạo, mà quá sung sướng mà làm thái tử cũng không đắc quả được. Ngài mới đặt ra cái trung đạo về sắc thân. Rồi sau cuối cùng khi đắc quả Như Lai rồi mới đặt ra cái trung đạo về cái tâm, đó là Đại Bát Niết Bàn. Trung đạo sắc thân là cái gì? Đó là 10 giới. Từ đó mới kéo là 250 giới. Tức là Ngài ăn một bữa thôi. Từ khi nào sư nào yếu được ăn thêm đỉnh tâm sái. Bệnh rồi thì 3 ngày 3-4 bữa cũng được, cái bệnh không có nói được. Giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Cái này giết chết tăng ni rất nhiều. Phàm tăng thì gặp tiền là ham thôi. Ví dụ chùa to cột lớn vô tất chùa rồi nhiều khi là không có tiền thì vật liệu xây dựng nó vô hết, tôi cho ông sư thiếu à. Nhưng mà nên nhớ cái vật liệu xây dựng là cái tiền bạc đó là tiền sống. Người ta cho mình thiếu 3 tháng, 6 tháng thôi, thiếu 2-3 năm là nó chửi. Một thầy tu mà để ngoài đời nó chửi là không ai được. Tôi cho sư thiếu là 3 tháng, 6 tháng thôi. Rồi mình có khi là cất cả 1-2 tỷ, 2-3 tỷ mà không có các bạc nào. Rồi Việt Kiều lại nó còn hứa còn gửi cho sư. Rồi qua bởi nó ngủ giấc đài tiêu, nó thất nghiệp, đảng, xa thải hết. Tiền đâu mà gửi. Rồi bên này mình lỡ cắt 2-3 tỷ rồi, rồi làm sao? Không tiền trả thì vật liệu xây dựng người ta là tiền sống. Vì ta tranh giành vấn đề buôn bán, người ta phải cho mình thiếu thôi. Nhưng mà thiếu 3 tháng, 6 tháng cũng chứ thiếu nữa rồi làm sao tiền ta chết. Tôi giải ngửa ngân hàng, tôi có tiền lãi cái này đưa cho mình, không tiền lãi gì hết. Thì nó phải chửi thôi. Thành nó có thì có, không có thì thôi. Mà theo đúng luật đó, theo sư trưởng mình đang quan đó, nhà cửa này là bổn phận Phật tử, chẳng phải các sư. Phải có nhà giảng thì quý vị, mà giảng cho quý vị nghe, quý vị có chỗ ngồi, không có thì tôi ngồi ngoài trời. Còn sắc thân của quý sư cũng vậy, theo sư trưởng tôi thấy hay không? Thế bệnh thì Phật tử phải lo, thế đói thì Phật tử phải lo, mà không lo thì sao? Thì chết, chứ còn gì đâu, có một con đường đi là chết thôi. Nếu mình sống mà ích lợi cho Phật tử, thì Phật tử không để mình chết đâu. Còn mình sống mà vô ích cho Phật tử thì Phật tử muốn mình chết sớm càng tốt. Đó là cái tai họa, đó là tên đạo tặc trong Phật pháp, thì họ không muốn mình sống. Mà nếu mình ích lợi cho họ, mình giảm pháp cho họ, mình có tu chứng, mình đem lại cái an lạc cho họ, mình nghe cái giê pháp, họ có thể an lạc được, họ có thể chấm dứt đầu thai. Thành ra cái pháp lý rất quan trọng. Thành ra Minh Đăng Quang nói là người tu xuất gia chỉ có pháp lý mà thôi, không còn tiền bạc nữa.
Thấy pháp lý là mình tự tìm lấy cái đạo của người trời, đạo của đạo Phật, mà đạo Phật không phải dễ. Phải coi chung chết ngồi chết tổ, phải ngồi thiền ngày này qua ngày khác, một thời phải 4, 5, 6, 7, 8 tiếng thì mới hiểu được cái đạo Phật. Mà hiểu được rồi sống với đạo Phật thì phải nói trời ơi nữa, không phải dễ. Nhưng cư sĩ làm sao đủ thế giới, tí nào bệnh, nào vợ, nào chồng, nào con, rồi nào cái, nào xã hội, rồi tiền bạc cho nó đi học đủ thứ hết trơn. Rồi đám tang, đám dỗ, đám cưới rồi thôi biết là bao nhiêu làm vô thì không có mà xài ra rất nhiều. Còn ông sư khỏi các bạn nào hết, vẫn sống nhanh. Mà phải sống đơn giản đó. Quý vị làm sao sống đơn giản như ngày xưa được? Có hai bộ đồ, ngày ăn một bữa, ngoài ra không còn cái gì nữa. Khi bệnh là Phật tử lo thuốc, mà nếu ăn kiêng cử đàng hoàng thì ít bệnh, mà có bệnh thì là bệnh cảm mạo, nhức đầu, tiêu chảy rồi thôi. Chứ còn bệnh nan y như là ung thư, tiểu đường, tai biến rồi là mấy người mà ăn kiêng rồi ít khi nào bị, ít khi bệnh. Nó thì quý vị phải cố gắng. Còn quý vị ở ngoài ăn sạp, không thấy là cái gì cũng mất hết á. Nhất là bột ngọt, tôi nói đây, bột ngọt.